Sau khi dự án Singapore Project Spring được ký kết vào tháng 6 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Doosan Vina và các nhà thầu phụ đã bắt tay vào chế tạo và lắp ráp các thiết bị. Đến nay, tổng tiến độ của dự án đã đạt 95%. Trong đó có 11 mô đun đầu tiên nặng 1.226 tấn đã được hoàn thành và vận chuyển lên xà lan để đưa đến Singapore. Mô đun lớn nhất cao 14,6 m, dài 31 m, rộng 7,5 m và nặng 171 tấn. 15 mô đun còn lại hiện đang trong quá trình bọc cách nhiệt và nghiệm thu lần cuối. Theo kế hoạch, các mô đun này sẽ được xuất khẩu sang đảo Quốc Sư Tử Singapore trong tháng 4 tới. Một khi hoàn thành lắp đặt, các mô đun này sẽ trở thành cơ sở của nhà máy chân cất mũ cao su để sản xuất găng tay y tế tại Singapore. Mô đun hiện là một trong những sản phẩm chủ lực của Doosan Vina. Bên cạnh dự án này, Doosan Vina đang chuẩn bị sản xuất thêm 18 unit cho khách hàng ở Mỹ. Ngoài ra, Doosan Vina cũng đang lắp ráp 4 mô đun cung ứng cho khách hàng Samsung để lắp đặt tại dự án ở Qatar. Tính đến nay, Doosan Vina đã và đang sản xuất 122 mô đun cho các khách hàng quốc tế, trong đó bao gồm 39 mô đun lắp đặt tại nhà máy lọc dầu Oway ở UAE và 35 mô đun cho nhà máy Sarawak Methanol ở Malaysia.